Hello, em Đức Kiêu xin kính chào toàn thể các bác ạ. Chào mừng các bác đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh đồng hồ cổ Đức Kiêu Channel TV. Và trong phiên phát sóng ngày hôm nay thì bên em lại tiếp tục tuyển chọn và lên sóng giao lưu với các bác. Thì hôm nay rất là nhiều siêu phẩm, nhiều bom tấn, đấy, nhiều những mẫu độc dị lạ với những cái sản phẩm chất lượng đến từ Đức Kiêu. Đấy, thì hy vọng là các bác xem từ từ từng mẫu sản phẩm một bên em review kỹ chi tiết đấy đến tận cuối video. Rồi các bác ưng mẫu nào thì các bác hãy nhấc máy gọi điện liên hệ chốt cho shop. Đấy, và em xin phép được lên chiếc đồng hồ đầu tiên. Lên chiếc đồng hồ đầu tiên giao lưu với các bác trong phiên ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ Rostari các bác nhá. Một chiếc đồng hồ Rostari đến từ Thụy Sĩ. Đấy. Đây là một chiếc đồng hồ phiên bản liền dây các bác nhá, đồng hồ liền dây. Đó size này, size là 25.5 các bác. Đấy, size của đồng hồ là 25.5. Nhưng mà những cái mẫu sản phẩm đồng hồ này họ thiết kế theo phong cách liền dây các bác nhé. Đấy, liền dây đâm ra là đấy, đồng hồ gần như là kiểu trang sức vòng đeo tay. Đấy, các bác nhìn này, đấy, lên tay đấy, cái bản dây của nó nhá, liền đồng hồ đâm ra là bản dây của nó rất là to. Các bác đeo như là những chiếc vòng tay kết hợp với trang sức đồng hồ. Đấy, chiếc này thì mới tinh các bác nhé. Đấy, mới tinh, nước bọc vàng cực kỳ mới và sáng luôn. Đấy, cái sản phẩm này thì có thể cắt được mắt các bác, còn 3 mắt đây. 3 cái lỗ này thì các bác cắt mắt này. Bên này tiếp tục thêm 3 lỗ nữa. Đấy, bởi vì cái dây này thì không có thu được sai. Đâm ra là các bác mua về thì các bác cắt mắt hoặc là các bác đấy thu vào, nó có hai cái nấc bấm này nữa này. Đấy, dành cho bác nào tay to, tay nhỏ các bác có thể thu vào. Đấy. Đấy, chiếc Rostari một phiên bản cổ Thụy Sĩ các bác nhá. Mới tinh. Đẹp nguyên bản không một tí vết. Đấy. Cho các bác chiêm ngưỡng này. Đấy, tất cả không một tí vết các bác ạ. Những chiếc đồng hồ cổ. Đấy, từ ngày xưa mấy chục năm rồi mà nó còn đẹp như thế này. Đấy, các bác nhìn này, dây khóa này. Đấy, vỏ dát vàng, dây khóa theo phong cách dát vàng tuyệt đẹp. Đấy, chiếc này chạy bộ máy cơ nhá, máy cơ cót 2 kim. Các cọc số tia mạ vàng. Đấy, rất nổi và rất là đẹp. Đấy, chiếc Rostari mã số 1 trong phiên ngày hôm nay. Mã số 1 bên em để cho các bác là 2.500.000 đồng nhá. 2.500.000 đồng ạ. Đấy, các bác chốt cho em chiếc Rostari mã số 1. Đẹp mới tinh không một tí vết các bác ạ, zin hết 100%. Nguyên bản. Đấy, chính hãng. Mã số 1 là 2.500.000 đồng. Đấy, tiếp theo em lên quả siêu phẩm bom tấn cho các bác chiêm ngưỡng này. Đấy, quả này thì các bác nhìn các bác suýt xoa nhá, các bác mê ly luôn. Một chiếc đồng hồ Longines công quét phiên bản lịch thượng các bác nhá. Longines công quét lịch thượng mặt đen bao công này. Các cọc số đôi mạ vàng. Đấy. Thiết kế đan sen cực kỳ đẹp, rất là hấp dẫn các bác ạ. Đấy. Đấy. Đấy, chiếc đồng hồ Longines. Đấy, cho các bác chiêm ngưỡng, đây là một chiếc đồng hồ vàng đúc nguyên khối các bác nhá. Vàng nguyên khối 18K. AU750 này, 18K này, chuyện này. Đấy. Các bác nhìn lại cực kỳ nhiều chuyện đằng sau đáy nhá. Này. Đấy, chuyện búa này, chuyện đầu chó này. Đấy. Đấy, một chiếc Longines công quét. Đáy logo vàng, vỏ vàng đúc nguyên khối các bác ạ. Đấy là logo ngọn sóng và những ngôi sao các bác nhá. Đấy, ngọn sóng và những ngôi sao một phiên bản L1.611.6. Đấy, có series rõ ràng các bác nhá. Đấy là đáy đa giác, đáy mặn xoáy. Đấy. Các bác nào mà xem những cái mẫu đồng hồ ở shop mà các bác có nhu cầu muốn mua, đấy, các bác cứ nhắn tin liên hệ với shop, bên em sẽ chụp ảnh chi tiết. Đấy, ngoài các cái phần video quay mô tả thì sẽ chụp ảnh chi tiết cho các bác, cho các bác xem thật là rõ nét. Đấy. Chiếc Longines này thì phải gọi là đẹp hết nước luôn các bác nhá. Zin nguyên bản, đẹp hết nước. Vỏ vàng nguyên khối 18K, đáy logo vàng đúc. Size mặt là 35.5. Đấy, size mặt là 35.5. Một chiếc đồng hồ Longines sản xuất những năm 1960. Cái phiên bản cổ điển đẹp như thế này các bác ạ. Đấy, dây khóa dây thì là dây da khâu tay. Đấy, khóa là khóa Longines đời mới các bác nhá. Đấy, còn lại thì đồng hồ là chuẩn chỉ nguyên bản hết. Đấy, một siêu phẩm bom tấn trong phiên bản ngày hôm nay. Đấy, chiếc đồng hồ mà lịch thượng rất là hiếm các bác nhá, vàng đúc lịch thượng rất là hiếm. Đấy. Hôm nay lên giao lưu với các bác một chiếc đồng hồ Longines công quét xuất sắc. Gần như là mới tinh các bác nhá. Những chiếc đồng hồ cổ mà nó còn đẹp, nó còn mới như thế này.
các bác nhìn em quay rất là kỹ và chi tiết, núm zin, đấy, núm logo Long Zin đây nhá, đôi cánh này, đấy. Và nguyên khối đẹp không một tí vết các bác ạ, nước vàng bóng sáng, mới keng, đồng hồ cổ size 355, một cái size quá là to và rất là lý tưởng rồi, đấy, em lên tay cho các bác này, đấy, các bác có điều kiện kinh tế các bác chơi những chiếc đồng hồ này, các bác đeo, đấy. Zin hết các bác nhá, zin hết trừ dây khóa. Zin hết nguyên bản trừ dây khóa, chiếc Long Zin mã số 2 ngày hôm nay. Máy cơ tự động các bác nhá, máy cơ tự động zin hết trừ dây khóa thôi. Đấy, zin hết. Đúc 18K cực kỳ nặng các bác, cực kỳ nặng vàng. Đấy. Mã số 2 trong phiên ngày hôm nay. Bên em để cho các bác là 60 triệu nhá. 60 triệu đồng, đấy. 60 triệu đồng ạ, các bác nào có điều kiện có nhu cầu thì các bác đấy, xem kỹ chi tiết các bác chốt ủng hộ cho bên em. Đấy, các bác nào ở Hà Nội thì qua trực tiếp cửa hàng xem đồng hồ giao lưu. Đấy, lúc nào cũng rất là đón tiếp các bác rất niềm nở tại cửa hàng nhá. Đấy, bên em thì bán hàng cũng không phải là chộp giật thì các bác đấy, có cửa hàng đàng hoàng tại Hà Nội. Địa chỉ rõ ràng cụ thể. Các bác ở Hà Nội hoặc là các bác ở xa có nhu cầu muốn mua đồng hồ, muốn mua sản phẩm bên em. Đấy, thì các bác qua trực tiếp và xem và cảm nhận trải nghiệm những mẫu đồng hồ trên tay. Đấy, chiếc Long Zin mã số 2 ngày hôm nay, một siêu phẩm đồng hồ chất lượng kịch độc. 60 triệu các bác nhá, chốt cho em mã số 2 này. 60 triệu. Đấy. Em lên cho các bác quả mã số 3 nhá, mã số 3 là một quả đồng hồ TV. Quả TV này thì quá cổ các bác, chưa bao giờ nhìn thấy quả TV này luôn. Đấy, quả TV Juvenia này. Đấy, đồng hồ TV Juvenia. Size là 34. Đấy, 34 form chữ nhật các bác nhá. Form chữ nhật mặt vàng. Đấy, mặt vàng vân kẻ sọc ngang. Juvenia. Đấy, các bác nhìn chiêm ngưỡng này. Đấy, bên em quay cực kỳ nét và chi tiết cho các bác nhá. Đấy. Vỏ bọc vàng, đáy là thép inox. Chiếc Juvenia form TV. Các bác biết chiếc này zin cả dây không? Đấy, zin cả dây nhá. Đấy, dây này. Đấy, những chiếc đồng hồ cổ mà còn zin cả dây cả khóa như thế này rất hiếm có các bác ạ, rất hiếm khi gặp. Đấy, Juvenia. Đấy, khóa bọc vàng các bác nhá, khóa xịn cổ bọc vàng. Đấy, dây zin của hãng, tất cả zin hết 100%. Đấy, chiếc Juvenia này zin hết 100% các bác nhá, độ mới hoàn hảo. Tiếp tục là những mẫu đồng hồ cổ đẹp không tí vết. Đấy, đẹp không tí vết luôn, các cọc số. Đấy, đặt ngang đặt dọc tạo điểm nhấn các bác ạ. Đấy, tạo điểm nhấn. Một chiếc đồng hồ form TV rất độc. Đấy. Đấy, núm zin các bác nhá. Tất cả zin hết 100%. Đấy, những chiếc đồng hồ cổ mà zin nguyên hết như này rất hiếm các bác. Đấy, chiếc này mà có hộp nữa thì tuyệt vời luôn, nhưng mà em về không có hộp các bác. Về không có hộp giao lưu với các bác đẹp quá trời luôn, mới tinh này. Đấy, các bác chơi và giao lưu với bên em những cái mẫu sản phẩm. Đấy, các bác đeo rất là thích để sử dụng kỳ lâu và đấy, cái độ đẹp độ mới của nó đấy, sẽ đi theo cùng các bác mấy chục năm nữa nhá. Đấy, sản phẩm đồng hồ cổ qua sử dụng đấy, mấy chục năm rồi đẹp như thế này các bác cực kỳ hiếm nhá. Đấy, Juvenia máy cơ cót 2 kim size 34 form chữ nhật, zin nguyên hết 100% ngày hôm nay, mã số 3. Bên em để cho các bác là 3 triệu đồng nhá, 3 triệu đồng cho mẫu sản phẩm đồng hồ mã số 3 này. Đấy, riêng cái bộ dây khóa này các bác bán không cũng đến tiền triệu rồi nhá. Đấy, dây khóa này đã đến tiền triệu rồi. Đấy. Đấy, 3 triệu đồng cho chiếc Juvenia. Đấy, các bác có thể tham khảo thoải mái. Đấy, những mẫu sản phẩm bên em lên. Ưng thì các bác ủng hộ, không thì thôi. Các bác xem. Đấy, các bác xem tham khảo, xem giao lưu tham khảo. Vâng, bên em đâu bắt ép các bác có xem phải mua đúng không? Đấy, nhiều một số các cái nick vào comment, các bác comment vào. Đấy, đi vào nhà người khác mà comment rất là kiểu vô duyên. Đấy, chê bán đắt này nọ các bác ạ, xong rồi là hàng chất lượng kém. Đấy, một số các cái lích bẩn, lích đểu các bác ạ. Những cái thành phần đấy bên em không giao lưu và cho ra đảo luôn nhá, để tránh mất thời gian. Đấy, vui vẻ thì giao lưu mà không thì thôi. Wow, mất thời gian. Đấy, đều thì các ông đi chỗ khác mà mua. Đấy, đắt thì các ông đi tham khảo chỗ khác, không có bắt ép đâu mà cứ phải vào phải nói những cái câu như thế các bác. Đấy. Đấy. Tiếp tục một chiếc đồng hồ Omega các bác nhé. Chiếc này thì cực kỳ đẹp luôn. Chiếc này các bác không chơi thì cực kỳ phí nhé. Em lau
để em lau qua một chút cho nó đỡ bị vân tay vào các bạn, nó bị vân tay và nó bị mờ. Đấy, các bác thấy chưa? Úi sổ. Omega Seamaster này. Đấy, chiếc này là lịch giật các bác nhá, lịch giật. Đấy. Lịch giật. Mặt cát các bác, mặt vàng cát. Đẹp tuyệt vời, Omega Seamaster. Đấy, một chiếc đồng hồ cổ vỏ bọc vàng. Ở đâu? Chiếc này là cặp gôn các bác ạ, vàng đúc. Quên. Liềng và bốn chân là cặp gôn vàng đúc. Size là 35.5. Size 35.5 các bác nhá, size to. Đấy, liềng và bốn chân là cặp gôn vàng đúc này. Đáy là thép inox này, logo ngựa to này. Nguyên tem này, đấy còn dán nguyên tem rất mới. Đấy, chiếc Omega Seamaster với phiên bản hoài cổ. Đấy, size to, vỏ đẹp. Đấy, mặt vàng cát các bác ạ, cái mặt này rất là độc hiếm nhá, mặt zin luôn ấy. Mặt zin đi theo đồng hồ nguyên nhá các bác nhá, không bên em là bán hàng chuẩn thôi. Đấy, lúm zin này. Đấy, máy móc nguyên bản hết. Đấy, các bác giao lưu với shop. Đấy, một vài lần các bác cứ bên em cho các bác đấy, cam kết luôn nhá là về kiểm tra không đúng trả lại tiền. Đấy, không đúng như bên em mô tả, không đúng chuẩn chỉ là trả lại tiền. Đấy, bảo hành trách nhiệm cho các bác một tháng cho những sản phẩm đồng hồ cổ, bao test 7 ngày. Đấy, trong khoảng thời gian 7 ngày nếu như dùng trục trặc hay có lỗi lầm thì bên em sẽ đổi cho các bác hoặc hoàn lại tiền. Đấy, bán hàng cực kỳ uy tín đến cái mức độ đấy. 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 Các bác cứ thử mua bên khác rồi các bác quay lại bên em xem các bác cảm nhận xem. Đấy. Xem là shop bán hàng có tử tế không, có đủ uy tín không để các bác tin tưởng không. Đấy, chiếc Omega này hôm nay đẹp tuyệt vời các bác ạ. Mới tinh. Mới tinh nhá. Size 355 này. Máy cơ tự động. Đấy. Mặt vàng cát. Mặt vàng cát sần. Đấy. Liềng và bốn chân cạp côn vàng đúc, đáy logo ngựa to. Dây khóa là dây dây da cá sấu màu lâu. Đấy, khóa Omega đời mới thôi. Đấy. Chiếc Omega Seamaster đẹp tuyệt vời các bác, lên tay cho các bác xem này. Đấy, lên tay cho các bác xem. Xời, mới tinh nhá. Các bác mà không chơi cái chiếc này thì gọi cực kỳ phí. Cực kỳ phí các bác ạ, đẹp. Đấy, size to vỏ đẹp như thế này. Đấy. Đấy còn dạ còn dán tem vào cho nó mới các bác ạ. Đấy, chiếc Omega mã số 4 ngày hôm nay nhá. Mã số 4. Bên em để cho các bác là 14.500.000 đồng. 14.500.000 đồng cho chiếc Omega này. Đấy. 14.500.000 đồng. Các bác có thể tham khảo thoải mái nhá. Đấy. Đấy. Ưng thì các bác ủng hộ shop không sao cả. Đấy. Toàn siêu phẩm các bác ạ. Omega Long Zin. Đấy. Tiếp đến lên một quả Hamilton mà các bác chưa bao giờ nhìn thấy nhá. Đấy. Quả Hamilton Thinomatic này. Đấy, một chiếc đồng hồ Hamilton cổ. Đấy, với kiểu dáng form vỏ đập. Đấy, lúm này. Lúm các bác ạ, lúm quả đầu chùa các bác, lúm đầu chùa, lúm quả quýt rất to. Đáy logo thuyền này. Rồi. Overseas. Đấy, một chiếc đồng hồ Hamilton phiên bản Thinomatic. Đấy, chiếc này thịt đập shop luôn, có 102 lần đầu lên sóng giao lưu với các bác nhé. Em bán bao nhiêu chiếc đồng hồ rồi, hôm nay em có chiếc đầu tiên lên sóng giao lưu các bác. Chiếc này size 38 các bác. Một chiếc đồng hồ cổ mà size 38. Bọc vàng toàn thân, đáy logo hình thuyền buồm Overseas. Đấy, một chiếc đồng hồ Hamilton. Các bác nhìn chân càng này. Bốn chân càng rất to và dày, xẻ khía nhá. Xẻ khía đôi. Đấy. Mặt vàng các bác đẹp tuyệt vời, hai lòng. Các cọc số học trò kết hợp các cọc số tia. Đấy, mạ vàng. Đấy, các số tia sơn đen. Đẹp tuyệt vời luôn. Mặt vàng vân cát à, vân kẻ sọc các bác nhá. Đấy, mặt vàng vân kẻ sọc sọc. Đấy, các bác thấy hôm nay bên em gọi là lên sóng và giao lưu với các bác toàn hàng độc, hàng đẹp, hàng tuyển. Các bác cứ tham khảo, cứ xem video. Đấy, các bác cứ xem lay xem lại thoải mái. Đấy, các bác tua quay nhìn ngắm. Đấy, cho các bác nghiện luôn vì những cái mẫu sản phẩm này. Đấy, khẳng định luôn là một chiếc này có 102 các bác nhá. Đấy, kiếm được chiếc thứ hai gần như là không có luôn. Đấy. Chiếc đồng hồ Hamilton chính hãng đến từ Thụy Sĩ. Đấy, phiên bản Hamilton Thinomatic khuy áo vàng hồng. Đấy, máy khuy áo vàng hồng, vỏ bọc vàng, chân càng độc. Đấy. Lúm giống quả lúm quả quýt rất to. Đấy. Đáy logo thuyền. Đấy. Một chiếc đồng hồ vừa độc vừa đẹp vừa mang phong cách. Đấy, phong thủy. Đấy.
đẹp chưa? Size 38 nữa các bác ạ. Để còn size to nữa nhá. Ngày hôm nay em cho các bác đấy, chiêm ngưỡng đấy, những cái mẫu sản phẩm rất đấy, rất tâm huyết, rất kỳ công đến từ shop đấy, trong buổi ngày hôm nay cho các bác nhìn và chiêm ngưỡng đấy, quay đấy, rất là tỉ mỉ, rất là nét đấy, âm thanh đấy, nhẹ nhàng, sâu lắng đấy, đi vào lòng người đấy, những chiếc đồng hồ nhìn đẹp mê ly như thế này đấy, các bác cứ tham khảo thoải mái nhé. Mã số 5 ngày hôm nay cho chiếc Hamilton có 102 tại Việt Nam mình luôn nhá. 7.500.000 đồng. Chỉ có 7.500.000 đồng thôi các bác ạ. Các bác sở hữu một chiếc đồng hồ mà kịch độc luôn, có 102 luôn, kiếm được chiếc thứ hai gần như là không có nhá. 7.500.000 đồng cho chiếc Hamilton mã số 5. Đấy. Tiếp theo đến một chiếc đồng hồ cực kỳ cao cấp nữa cho các bác này, một chiếc đồng hồ Tissot, một chiếc đồng hồ chính hãng đến từ Thụy Sĩ các bác nhá. Một chiếc đồng hồ Tissot. Đấy. Đây là chiếc đồng hồ chính hãng các bác ạ, chính hãng nguyên hộp này, bởi vì cái hộp nó rất là to các bác, hộp rất là to, làm ra là em không để được trước màn hình quay, nhưng mà chiếc này thì nguyên hộp sổ các bác nhé, nguyên hộp sổ thẻ đấy, này bông này, này. Này. Khăn lau đồng hồ này, này. Đấy. Nguyên bông này, khăn lau đồng hồ này. Này, sách ở đằng sau này các bác này. Sách nghiên cứu này, đấy, nguyên hộp sổ các bác nhá. Đấy, các bác nào có nhu cầu ạ, các bác chốt mẫu này thì bên em sẽ gửi tất cả đấy, hộp sổ thẻ về cho các bác nguyên vẹn nhá. Đấy, bên em mua thế nào bán thay thế cho các bác, đấy, mua sao bán vậy, đấy, hàng có sao mô tả vậy, rất là chân thực, rất là chi tiết. Đấy. Đang bắt nét các bác, đang đợi camera bắt nét vào đúng sản phẩm. Chiếc Tissot ngày hôm nay, một phiên bản máy Cholo 3 lùm 6 kim các bác nhá. Đấy, máy cơ tự động Cholo Grab phiên bản dòng ly lốc ly các bác, ly lốc ly. Đấy. 3 lùm 6 kim, mọi chức năng hoạt động tốt này. Đấy, bấm này dừng này. Về vị trí 12 giờ này. Đấy. Chuẩn chỉ các bác nhá. Thiết kế gồm có 4 khung vòng tròn. Đấy, khung vòng tròn góc 3 giờ là để chỉ lịch thứ và lịch ngày. Đấy, khung này là để chỉ thang đo đây là thang đo kim giây này. Đấy, từ 0 đến 60 giây này. Đây là thang đo thể thao này các bác. Đấy. Đấy, một chiếc đồng hồ chính hãng đến từ Thụy Sĩ các bác nhá. Một phiên bản máy chronograph các bác ạ. Đấy, những cái dòng máy chronograph bao giờ nó cũng đắt hơn những cái dòng máy thường các bác nhá. Bởi vì nó thiết kế nó rất là nhiều các chi tiết linh kiện. Đấy, với thêm các cái núm, các cái ô vòng tròn để đo thang đo thể thao, đâm ra là nó cần đấy, rất là nhiều các cái chi tiết linh kiện hơn, bộ máy nó thiết kế đắt đỏ hơn, phức tạp hơn so với những dòng máy thường. Đấy, cho các bác nhìn chiêm ngưỡng Tissot 1853 25 chân kính. Đấy, bộ máy chính hãng đến từ thương hiệu Tissot này, không lạ lẫm gì với các bác rồi. Trước này dây không zin các bác nhé, khóa zin. Đấy, dây là dây da, khóa zin của hãng. Đấy, vỏ mạ vàng, toàn thân mới tinh, đáy lộ máy cho các bác xem này, cho các bác chiêm ngưỡng bộ máy Tissot bên trong. Đấy, chuyện khắc rất rõ hàng các bác nhé, seri em đo size nhá, chiếc này là size là 42, chuẩn size không tình núm. Một chiếc đồng hồ Tissot mặt đen máy chrono phiên bản dòng ly lốc ly. Đấy, chính hãng các bác nhá, zin hết trừ sợi dây. Đấy, khóa zin, khóa bướm, khóa cánh bướm, khóa zin các bác. Đấy, dây là dây da không zin. Đấy, còn lại đồng hồ thì đẹp nguyên bản, kính sapphire chống xước nhá, kính sapphire chống xước. Đấy. Chiếc Tissot ngày hôm nay mã số 6 để cho các bác là 10 triệu đồng nhá. Đấy, mới nguyên hộp sổ các bác, 10 triệu đồng các bác cứ thử check hãng xem ạ. Chiếc này 20 mấy 30 triệu ạ. Đấy. Đấy. Bên em bán là những sản phẩm đồng hồ cũ đã qua sử dụng, nhưng mà còn đẹp và còn mới nhá các bác nhá. Và đặc biệt là một số sản phẩm em mua về thì còn nguyên cả hộp sổ từ người sử dụng cũ, người ta mua về vẫn còn thì em may mắn mua được. Đấy, thì bán cho các bác như nào thì nguyên như vậy. Đấy, có hộp thì bảo có hộp, mà không hộp thì bảo không hộp.
Đấy, chiếc T-Shop ngày hôm nay 10 triệu các bác nhá. Máy tự động Cholo. Đấy, cái phiên bản đời mới chính hãng này cực kỳ đắt luôn. Zin nguyên hết trừ dây thôi. Đấy. Bác nào chốt thì em tặng cho các bác luôn. Đấy, thì em gửi cho các bác hết kèm hộp sổ về nhá. Đấy, 10 triệu đồng cho chiếc T-Shop mã số 6 trong phiên ngày hôm nay. Đấy, các bác thấy lên rất nhiều những mẫu đồng hồ đẹp độc chất lượng. Đấy, tiếp theo. Tiếp theo lên giao lưu với các bác là một chiếc đồng hồ Avia. Đấy, chiếc đồng hồ Avia vàng đúc các bác nhá. Avia vàng đúc nguyên khối 9K này. Đấy, tiếp tục là những sản phẩm đồng hồ chất lượng. Đấy, Avia vàng đúc 9K. Em này size là 33. Size 33 các bác nhá, mặt đen với thiết kế các cọc số mạ vàng. Đấy, các cọc số học trò 36912. Đặc biệt là điểm nhấn là trên niềng này, thiết kế niềng băm. Đấy, niềng băm khía. Đấy, niềng băm khía và các cái cọc số nổi gồ gắn liền lên rất là đẹp. Tạo điểm nhấn nhá. Đấy, đằng sau thì là vỏ trơn. Toàn bộ phần vỏ là vàng vàng nguyên khối 9K các bác nhá, bao chuẩn luôn. Đấy, Avia Thụy Sĩ vàng đúc 9K. Đấy, những sản phẩm đồng hồ này thì họ chuyện ở trong nắp đáy các bác nhá. Đấy, nó sẽ chuyện đúc 9375. Đấy, máy cơ cót 21 chân kính. Một chiếc đồng hồ cơ Thụy Sĩ. Đấy, cơ cót rất đáng chơi và đáng sưu tầm. Đi kèm với chiếc đồng hồ là một cái sợi dây chun Mỹ bọc vàng nữa. Em lên tay cho các bác xem này. Đấy, lên tay cho các bác chiêm ngưỡng chiếc đồng hồ Avia Deluxe. Đấy, phiên bản cực kỳ đấy, hoài cổ. Đấy, chiếc đồng hồ vàng đúc mang giá trị sưu tầm cũng như là giá trị về vật chất. Đấy, các bác chơi những dòng sản phẩm này các bác không sợ lỗ đâu. Đấy, các bác mua về các bác tích của, tích chữ vàng đúng không? Đấy, không sợ lỗ đâu. Đấy, mà những cái dòng này nó đeo rất là bền các bác ở mấy chục năm rồi. Đấy, những chiếc đồng hồ cơ cũ cổ này, đấy, đáng tuổi ông nội em. Đấy, bây giờ vẫn là ngon lành, vẫn đẹp đẽ, chạy bền bỉ. Đấy, các bác chơi những chiếc đồng hồ cổ này, các bác vừa được giá tốt, đấy, vừa được bền các bác. Đấy, chiếc đồng hồ Avia vàng 9K ngày hôm nay. Mã số 7 nhá. Mã số 7 em để cho các bác là 7 triệu đồng. 7 triệu đồng. Đấy, cho chiếc Avia vàng đúc 9K. Đấy, liềng băm khía rất đẹp. Mặt đen bao công. Đấy, huyền bí. Đấy, dây chun Mỹ bọc vàng. Đấy, rất chất đi kèm. Để cho bác 7 triệu đồng nữa, cho chiếc Avia mã số 7 ngày hôm nay. Em lên mã 8 này. Đi qua những chiếc đồng hồ thì lên giao lưu với các bác một số những cái sản phẩm trang sức. Đây là một sợi dây. Một sợi dây đeo cổ các bác nhá. Chất liệu là da cá đuối này. Các bác biết rồi, đấy đúng không? Là cái những cái sản phẩm chất liệu đến từ được làm bằng da cá đuối. Đấy là những cái sản phẩm rất đắt đỏ. Rất đắt đỏ các bác nhá, cực kỳ quý hiếm trên thị trường. Đây, các bác nhìn lại không chỉ bởi vẻ đẹp, cái vẻ đẹp thẩm mỹ. Đấy, cái vẻ đẹp bền bỉ, cái vẻ đẹp thẩm mỹ. Các bác có thể nhìn thấy cái vân da của nó nhá. Khi mà chiếu ánh đèn vào nó cứ phát sáng ấy, những cái đốm nhỏ nhỏ này nó cứ phát sáng ấy này. Đấy. Đấy, nó đặc điểm của cái đấy, của cái những cái sản phẩm đến được làm bằng chất liệu da cá đuối các bác nhá. Đấy, không chỉ là ví này. Đấy, bình thường thì họ hay sản xuất ra ví da. Đấy, hôm nay thì làm về thêm một sợi dây đeo cổ. Đấy, và những cái ống trụ này các bác nhá, bọc bạc 1 2 3 4 5 6, đấy, bọc 6 bạc ống trụ vào đầu móc. Đấy, thì đây là một cái sản phẩm trang sức vòng đeo cổ. Các bác có mặt dây chuyền về đúng không? Các bác có mặt dây chuyền về thì các bác luồn vào các bác đeo thôi. Đấy, ví dụ các bác mua những cái sản phẩm như là cái vuốt, cái lanh bên em. Đấy, hoặc là những cái sản phẩm mặt Phật gì đó. Đấy, các bác về các bác đeo. Đấy, cái vòng dây này cũng khá là to các bác nhá. Đấy, vòng dây này cũng khá là to. Đấy, các bác to các bác đeo thoải mái cho em. Đấy, thì cái sản phẩm sợi dây cá đuối đấy, ngày hôm nay thì chất lượng rất đẹp, đấy, bền bỉ, bọc bạc các bác nhá. Đấy, được bọc bạc 6 cái mắt ống trụ này đấy, với cái đầu móc khóa đấy, chất liệu bằng bạc đúc đấy, mất rất là nhiều kỳ công của các nhà sưu tầm đấy, để mà sản xuất ra những cái sản phẩm này cũng mất rất là nhiều công các bạn, bởi vì cái chất liệu này cực kỳ quý hiếm các bác nhá. Các bác lên mạng các bác search da cá đuối xem, rất đắt đấy, những cái sản phẩm chính hãng được làm bằng da cá đuối thì cực kỳ đắt. Đấy, ngày hôm nay thì bên em để cho các bác cái sợi dây này là 1.500.000 đồng nhá. 1.500.000 đồng. Đấy,
tiền công với tiền bạc đã gần 1 triệu rồi các bác ạ. Đấy. Sản phẩm da cá đuối đẹp như thế này, 1.500.000 đồng các bác nhá, cho sợi dây này bọc bạc, các bác đeo đến hết đời không hỏng luôn, bảo hành cho các bác, bảo hành trọn đời luôn nhá, không hỏng được, không hỏng không mòn được. Đấy. Rất bền các bác ạ, chất liệu. Cái chất liệu này rất là bền. Mã số 8 là 1.500.000 đồng các bác nhá. Tiếp theo em lên mã số 9 ạ. Mã số 9 giao lưu với các bác một chiếc nhẫn, một chiếc nhẫn bạc cổ, nó không biết đây là chữ này là chữ gì ạ. Các bác vào cho em bài chỉ giáo nhá. Các bác nào biết tiếng chữ nho này, tiếng chữ phạn này, các bác vào cho em chỉ giáo. Em chỉ biết đây là một chiếc nhẫn chất liệu bằng bạc đúc bạc cổ. Đấy, được khắc các cái hình hoa văn, đấy, hoa văn họa tiết nhà Phật. Đấy, chữ này thì chữ gì không biết. Đấy, chữ phúc hay là chữ gì đấy thì, hay là chữ gì tâm đắc gì phúc gì đức đấy thì em không rõ đâu. Đấy, các bác nhìn kỹ này, các bác dịch cho em. Đấy, chiếc này khá nặng các bác nhá, bạc đúc nguyên khối rất nặng. Bạc đúc nguyên khối. Đấy. Các bác mà dịch ra chữ hay thì các bác chốt luôn thôi, bởi vì giá em để quá rẻ. Giá em để các bác quá rẻ luôn, size 19.5 nhá. Size 19.5 này, đấy lên tay. Đấy, rất đẹp. Rất đẹp, rất ý nghĩa. Đấy, các hình họa tiết. Đấy, hình nhà Phật, hình họa tiết hoa văn, họa tiết khắc hai bên hình nhà Phật. Một chiếc nhẫn bạc đúc bạc cổ. Đấy, 925 chuẩn nhá các bác nhá, chuẩn. Đấy, không chuẩn không lấy tiền. Đấy. Để cho các bác 800.000 đồng các bác nhá, giá rẻ. Giá rẻ, giá yêu. Đấy. Bác về các bác dịch thì chữ nào này các bác chốt, các bác nào xem đầu tiên các bác chốt luôn. Đấy, có 800.000 đồng cho chiếc nhẫn bạc đẹp như thế này các bác, rất nặng trong cái đô đánh đúc đặc các bác nhá, đúc đặc. Đúc đặc. Đấy. Hoa văn họa tiết, đấy, hình nhà Phật. Đấy, để cho các bác 800. Chốt cho em mã số 9 ạ. Em lên mã 10 nhá, mã 10, mã 10 là một chiếc nhẫn kịch độc. Đấy, một chiếc nhẫn hàm hổ tam sơn này các bác này. Đấy. Nhẫn bạc rồng quấn quanh, đấy. Đấy, đây là hàm hổ tam sơn, đây là cái hàm trên của con hổ các bác nhá. Đấy. 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 Đây là răng hàm trên các bác ạ, đấy. Và cái răng này thì nó nhô lên ba cái nhô này các bác, gọi là ba cái núi gọi là tam sơn. Đấy, mà rồng lại còn quấn quanh nữa các bác nhá, rồng quấn quanh núi này. Một cái sản phẩm trang sức cực kỳ phong thủy và ý nghĩa này. Các bác lên tay độc chưa? Độc. Độc các bác. Đấy. Đấy. Đẹp quá các bác ơi. Nhìn mê ly luôn các bác. Có 102 này. Nhẫn rồng này. Đấy. Rồng cuốn quanh. Đấy. Tam sơn. Đấy. Hàm hổ tam sơn. Rồng bay quanh núi. Đấy. Các cái móng rồng này. Đấy. Đỡ lấy 4 cái móng rồng. Đỡ lấy cái ngọn núi này. Đấy. Một cái tác phẩm nghệ thuật cực kỳ là phong thủy. Đấy. Cực kỳ là điêu khắc tinh xảo. Rất đẹp. Em đo size cho các bác nhé. Chất liệu bằng bạc đúc các bác. Bạc đúc. Size là 19 này. Size ngang nhẫn là 19 nhá. Chất liệu bằng bạc đúc nguyên khối. Đấy. Kết hợp với hàm hổ tam sơn. Rồng bay quanh núi. Các bác này đeo trên tay này kịch độc luôn. Có 102 các bác nhé. Đấy. Rất chất. Rất chất lượng. Một chiếc nhẫn bạc. Đấy, cho các bác chiêm ngưỡng đi. Đấy, bạc đúc nguyên khối. Đấy, riêng tiền công để đánh nha, cái sản phẩm này mất rất nhiều công các bác nhá. Đấy, rồng còn có vảy này. Các bác nhìn thấy chưa? Rồng điêu khắc rất là tỉ mỉ, còn có cả vảy rồng này. Đấy. Đẹp quá các bác, chiếc nhẫn này đẹp tuyệt vời. Đấy, một ngày hôm nay thì mã số 10. Mã số 10 để cho các bác chiếc nhẫn này là 1.700.000 nhá. 1.700.000 đồng ạ cho chiếc nhẫn này, mã số 10. Đấy, các bác đeo kịch độc luôn. Đấy, lâu lắm rồi. Đấy, mới có lại được một cái chiếc nhẫn mà đẹp như thế này. Các bác đeo này, đặc biệt là bác nào tuổi thìn nhá, bác tuổi thìn, các bác mệnh thìn này. Đấy. Đấy. Ngày xưa linh vật này biểu tượng cho vua chúa các bác, quyền lực bầu trời, quyền lực vua chúa. Đấy. Ngày nay thì các bác có tiền có điều kiện là các bác chơi thôi. Mã 10 là 1.700.000 các bác nhá. Tiếp tục em lên một chiếc nhẫn kim tiền. Đấy, một chiếc nhẫn kim tiền cho các bác. Chiếc nhẫn này chỉ rơi vào khoảng 4 phân thôi các bác ạ, 4 phân vàng thôi. Đấy, size nhẫn là 17 năm nhá. Nhẫn kim tiền 4 phân vàng. Đấy, lên tay cho các bác xem. Đấy, đẹp chưa? Đấy, nhẫn kim tiền các bác nhìn thấy đồng tiền chưa? 3 đồng tiền. Đấy, nhẫn kim tiền biểu tượng cho phong thủy tài lộc các bác nhá, làm ăn phong thủy tài lộc này. Đấy, chiếc nhẫn này ngoài 3 đồng tiền ra thì còn đính những cái viên đá các bác, đính những cái viên đá xung quanh nhẫn. Đấy, nhẫn vàng 10k các bác nhá. Này có chuyện 10k này. Đấy,
10k. Đấy, chuyện ở trong lòng nhẫn đấy. Đấy. Sai ngang sai ngang nhẫn là 17.5 các bác nhá. Đấy, trọng lượng là 4 phân vàng. Trọng lượng là 4 phân vàng. Ngày hôm nay em để cho các bác 1,5 triệu nhá. Đấy, chiếc nhẫn vàng các bác mua thì có 1,5 triệu này các bác này. Đấy, 1,5 triệu bằng mấy cái chiếc nhẫn bằng nhẫn bạc, nhẫn inox. Đấy, chiếc này em để cho các bác 1,5 triệu nhá. Đấy, các bác được thì ủng hộ cho bên em. Giá rẻ. Đấy, nhẫn kim tiền. Các bác mua về các bác đeo bỏ ra hơn 1 triệu, các bác mua vàng tích chữ đeo vàng, chưa kể là còn các bác đeo vào những cái sản phẩm này còn lộc lá, lại làm ăn này, lại thuận lợi này, kiếm được nhiều nhiều tiền tài hoặc nhiều của cải để các bác tiếp tục thực hiện đam mê. Đấy, tiếp theo lên cho các bác những mẫu sản phẩm rất hot. Đấy, mã 13 nhá, mã 12. Mã 12 là một sản phẩm vuốt hổ các bác ạ, một sản phẩm vuốt hổ bọc bạc. Đấy, các bác nhìn này. Này. Bọc bạc lại còn bạc lại còn xung quanh còn khía các bác ạ. Đấy, tạo cái điểm vân khía cho trông nhìn rất là sang. Đấy, nhìn trông đeo lên cực kỳ sang các bác nhá. Này. Đấy. Nhị long tranh châu này, này hai rồng này, hai chú rồng này, tranh một viên ngọc này. Đấy. Tranh một viên đá này. Đấy. Nhị long tranh châu này. Đấy, chưa kể vuốt rất đẹp các bác nhá, vuốt không sứt không nứt nẻ gì, vuốt đẹp các bác nhìn này, vân này. Đấy, vân này rồi, nguyên thớ thịt nhá, nguyên thớ thịt luôn. Đấy, bọc bạc xung quanh. Đấy, bọc cả phần thân, bọc cả đuôi. Đấy. Đấy, các bác đặc biệt là vuốt rất đẹp, vuốt cong nhá. Đấy, vuốt cong như gần như vuốt huyền đề luôn. Đấy, em đo kích thước nhá, 4 phân rưỡi 4 phân tư các bác. Đấy, 4 phân tư các bác nhá, dài 4 phân tư. Đấy, một cái sản phẩm trang sức vuốt hổ rất là đẹp, bọc bạc. Đấy, các bác nhìn này, vân khía này. Đấy, ở trước ở cái phần đầu thịt này thì đấy, điêu khắc họa tiết long tranh. Đấy, nhị long tranh châu. Đấy, một viên ngọc, một viên đá gắn vào đây. Đấy, các bác đeo trên cổ nha, tuyệt vời luôn, các bác đeo cực kỳ đẹp, tuyệt vời luôn. Đấy, những cái sản phẩm trang sức thú rừng. Đấy, những cái sản phẩm. Đấy, các bác đeo trừ tà. Đấy, các bác đeo thời trang. Đấy, đeo trên người. Đấy, rất đẹp các bác. Đấy, chiếc vuốt hổ ngày hôm nay mã số 12, bọc bạc để rất là công phu tỉ mỉ các bác nhá. Đấy, cực kỳ dày và nhiều bạc. Em để cho các bác là 2,5 triệu đồng, 2,5 triệu đồng cho chiếc vuốt này. Đấy, các bác có thể tham khảo, ưng thì các bác ủng hộ. Đấy, bên em vuốt rất đẹp nha, vuốt các bác nhìn thấy vân này. Đấy, vân không nứt không toác các bác nhá. Đấy, hàng đẹp. Đấy, lựa cho các bác hàng đẹp, hàng tuyển chọn các bác về chơi. Đấy, để cho các bác là 2,5 triệu đồng mã 12. Tiếp theo em lên mã 13. Mã 13 giao lưu với các bác là một sản phẩm đá cẩm thạch các bác ạ, mặt đá cẩm thạch nhá. Đấy, các bác nhìn này, đá này được tạo khắc các hình họa tiết nổi. Đấy, các bác nhìn vào ánh đèn này, các bác sẽ thấy đây là một bức tranh. Một bức tranh về núi các bác nhá, về thiên nhiên phong cảnh. Đấy, phong cảnh hữu tình. Đấy, những cái tảng đá, những cái phiến núi. Đấy. Đấy, mặt trời, đấy, núi này, mặt trời lên núi này. Đấy, đẹp chưa các bác? Đấy, màu đá các bác nhìn, màu đá cẩm thạch này, vân này. Đấy, cái mặt này rất là to các bác nhá, mặt này cực kỳ to. Em đo kích thước cho các bác. Đấy. Dài 5 phân. Ngang là 3 phân các bác nhá. Đấy, các bác nào mà chưa rõ về kích thước sản phẩm, các bác cứ lấy thước kẻ ra, các bác kẻ ra giấy. Đấy, bên em bán thì bao giờ là cũng là đo thông tin rất là chuẩn và chính xác cho các bác nhá. Đấy, đầu móc này được thiết kế bọc bạc này. Đấy, thiết kế cái đầu móc bọc bạc này về để các bác đeo luôn. Đấy, nếu như các bác về các bác thích bọc vàng hoặc là bọc bạc thì tùy theo nhu cầu của các bác sở thích. Đấy, đây là một cái viên đá thiên nhiên. Đấy, một viên đá cẩm thạch các bác nhá, rất đẹp, màu sắc lên này. Hình điêu khắc hình nổi các bác nhá, họa tiết nổi. Đấy, bức tranh thiên nhiên phong cảnh. Đấy, sơn thủy hữu tình. Đấy, núi này. Đấy, mây trời này. Đấy, núi này, biển này. Đẹp chưa các bác? Đấy, kích thước là 5cm x 3cm các bác nhá. Đấy, một đây là một sản phẩm mặt dây chuyền. Đấy, chất liệu đá cẩm thạch, đá thiên nhiên phong thủy, rất đẹp và hiếm. Đấy,
cực kỳ to. Thì hôm nay thì em để cho các bác là 800 nhé, 800 ngàn đồng ạ cho cái sản phẩm này. Đấy, các bác về các bác hợp ghép vào các cái mặt của các bác và ghép vào cái bộ dây. Đấy, rất là hợp luôn. Đấy, 800 nhé, chốt cho em mã số 13. Mã 14 ạ. Mã 14 cho mặt đá là 800. Tiếp theo mã 15. Mã 15 hôm nay bên em tiếp tục lên giao lưu với các bác một sợi dây chuyền đeo cổ bằng vàng các bác nhé. Vàng 10k. Vàng 10k các bác. Đây. Các bác có thể thấy chuyện 10k không? Vàng đúc nguyên khối 10k các bác nhé. Đây là một sợi dây, một sợi dây chuyền vàng đúc nguyên khối 10k. Đấy. Sợi dây này thì dài cỡ khoảng 54 cm các bác nhé. 54. Đấy, 54 là tổng thể, còn nếu mà gập vào thì là 27. Đấy, 27 phân. 27 phân các bác nhá. Đấy, một cái sản phẩm đó, dây chuyền bằng vàng 10k. Đấy, chất liệu vàng 10k với thiết kế các cái hình ống trụ đúng không? Các cái hình ống trụ, hình xoắn này. Đấy, rất là đẹp các bác. Đấy, chiếc này thì trọng lượng cũng nhẹ thôi, không nhiều đâu. Trọng lượng khoảng 2 chỉ 35 nhá các bác nhá. Đấy, 2 chỉ 35 vàng. Đấy, cho các bác nhìn nhé. Đấy, đánh rỗng thôi các bác, không phải đánh đặc đâu. Đấy, trọng lượng của nó cũng không nặng, rất là nhẹ. Đấy, thì bán cho các bác giá vàng thôi, giá vàng về các bác chơi. Đấy, một sợi dây chuyền bằng vàng 10k rất đẹp. Đấy, vàng 10k cực kỳ đẹp này. Đấy, cực kỳ dài. Đây là sợi dây chuyền của nam các bác nhá. Đấy, của nam, mẫu nào của nam thì em bảo của nam, của nữ thì bảo của nữ các bác. Đấy, các bác mua về các bác đeo giá cũng rẻ thôi. Để cho các bác mẫu này 7 triệu nhá. 7 triệu. Đấy, 7 triệu các bác. Vàng 10k. Đấy, nặng trọng lượng là 2 chỉ 35 vàng. Đấy, để cho các bác 7 triệu cho mẫu sản phẩm dây. Đấy, dây chuyền đeo cổ mã số 15. Mã 14 các bác, mã 14 nhá. Mã 14 là 7 triệu. Em lên mã 15 này. Mã 15. Mã 15 là một sản phẩm dây chuyền bằng bạc các bác nhá. Đấy, một cái sợi dây nó rất là to các bác ạ. Sợi dây này nặng đến 1,5 cân. 1,5 cân các bác nhá, 1,5 cân bạc. Đấy, bên em đã đo rồi. Các bác nhìn thấy các cái mắt này. Các cái mắt theo hình như kiểu hình bóng ma các bác, hình Goss. Bóng ma Goss. Đấy, đeo cực kỳ chất. Đấy, cái sợi dây này tay em nhỏ em còn luôn được qua luôn các bác nhá. Đấy, cái sợi dây này dành cho các bác nào tay to các bác đeo cực kỳ chất này. Đấy. Đấy, cái sợi dây bóng ma Goss. Đấy, bạc đúc. Chất liệu bằng bạc đúc các bác nhá, bạc đúc. Đấy, các cái mắt xích đấy, hai bên đầu là được khắc hình bóng ma các bác, đấy, hình Goss bóng ma. Đấy, rất là đẹp. Độc dị lạ. Đấy. Đấy, lên tay cho các bác xem. Đấy, cái này bác nào tay to các bác đeo càng đẹp nhá. Đấy, tay em nhỏ của em còn luôn được vào các bác. Đấy, còn không phải tháo móc mà em luôn luôn. Đấy, các bác nào tay khoảng 80 đến 100 cân các bác đeo vô tư thoải mái luôn. Đấy, cái sợi dây này bạc đúc các bác nhá, bạc đúc nguyên khối. Bạc đúc nguyên khối. Để cho các bác là 1.400.000 đồng. 1,5 cân vàng các bác. À, 1,5 cân bạc, quên. 1,5 cân bạc. Đấy, để cho các bác 1.400.000 đồng thôi. Chốt cho em mã số 16 các bác nhá. Mã 15. Mã 15 cho sợi dây bạc này là 1.400.000 đồng. 1.400.000 đồng. Đấy, bác nào tay to thì các bác chốt nhá. Mã 15.
Tiếp theo em lên mã 16 này. Mã 16 giao lưu với các bác là một sản phẩm đồng hồ để bàn đi. Đấy, lâu lâu cũng lên giao lưu với các bác một chiếc đồng hồ để bàn. Đấy, đây là một chiếc đồng hồ thương hiệu của Đức các bác nhá. Đấy, một chiếc đồng hồ Beater. Beater Repeat. Các bác thấy rất là đẹp. Đấy, thiết kế cổ, thiết kế phong cách cổ. Đấy, một chiếc đồng hồ thương hiệu Beater Repeat Germany này, đấy, của Đức nhá. Các bác nhìn thấy đằng sau còn mới còn nguyên tem này. Đấy, từ nhà sản xuất nhá. Nguyên tem luôn. Đấy. Đồng mạ vàng các bác, đấy, đồng mạ vàng Germany này. Đấy, một chiếc đồng hồ báo thức để bàn. Đấy, dành cho các bác nào đấy, bày trang trí ở trên phòng ngủ, đấy, làm đồng hồ báo thức hoặc là các bác bày trong tủ. Đấy, đẹp làm những cái món đồ trang trí. Đấy, các bác nhìn thiết kế theo phong cách rất cổ các bác nhá. Rất cổ điển. Em đo size, size là đường kính là 9,5. 9,5 cm các bác ạ, 9,5 phân. Đấy, thì tất cả mọi chức năng thì đều hoạt động, cái núm ở giữa là núm để chỉnh giờ. Đấy, núm chỉnh giờ này. Đấy, núm này là núm núm cót. Đấy. Cót giờ, cót hàng ngày, đây là núm cót báo thức. Báo thức. Đấy, còn đây là để chỉnh kim báo thức. Đấy, cái núm này là để chỉnh kim báo thức này. Đấy. Đấy, các bác thấy chưa? Úi trời. Úi trời. Đấy, chiếc này là để tắt báo thức các bác nhá. Đấy, đúng đây là nút để tắt báo thức. Đấy. Tất cả mọi chức năng là gần như là hoạt động hết các bác nhá. Đồng hồ chạy bon bon luôn. Đấy, các bác lên cót là chạy. Đấy. Các bác nghe thì tiếng tách tách không? Đấy. Một chiếc đồng hồ mới đẹp nguyên keng các bác ạ, đẹp nguyên keng đến từ Đức. Đấy. Đấy, vỏ vàng các bác nhá, vỏ vàng. Đấy, đáy là đồng mạ vàng. Đấy. Đấy, các bác thấy chưa? Đẹp. Hàng tuyển chọn xuất sắc. Bên em lên giao lưu với các bác ngày hôm nay một chiếc đồng hồ báo thức thôi. Đấy. Đấy, cho các bác thích, các bác mua về bày, các bác sử dụng để sử dụng mỗi ngày, mỗi buổi sáng để gọi các bác dậy làm việc. Đấy, đúng thời gian, đúng giờ. Đấy. Đấy, thì chiếc đồng hồ báo thức ngày hôm nay bên em lên đã mô tả rất là kỹ và chi tiết rồi các bác nhé. Đấy, cách sử dụng, hướng dẫn sử dụng cho các bác lên cót này, lên cót chuông này. Đấy. Chỉnh giờ này, báo thức này, tắt báo thức này. Đấy. Thì sản phẩm ngày hôm nay mã số 16. Mã số 16 bên em để cho các bác là 1.300.000 đồng nhá. 1.300.000 đồng ạ. Giá rẻ hơn một chiếc đồng hồ đeo tay. Đấy. Các bác xem ok thì các bác ủng hộ bên em mà. Chiếc này còn mới còn nguyên tem này các bác này, nguyên tem từ bên kia gửi về còn chưa ấy nhá các bác nhá. Đấy. Mới lắm. Đấy, các bác về các bác lau chùi đi một tí. Tại vì em vận chuyển từ bên kia về nó hơi bụi. Đấy, về các bác chuẩn chỉ tỉ mỉ hơn thì các bác lau cho sạch. Đấy, 1.300.000 đồng các bác, mã 16. Tiếp theo em lên mã 17. Mã 17. Đấy, 7 giao lưu với các bác là một chiếc kính Nami. Đấy, chiếc này thì kiểu dáng giống kính ra băng các bác nhá. Đấy, nhưng mà đây là một chiếc kính cổ. Đấy, Nami. Đấy, Nami. Một chiếc kính Nami của Pháp bọc vàng. Đấy, chuôi chiều dài của phần gọng kính là 140 các bác này, 140. Size ngang dài là 140. Còn size ngang kính, size ngang kính là 132. Size ngang kính là 132 các bác nhá, kiểu dáng format giọt lệ. Đấy, khá độc đáo và rất là đẹp. Bọc vàng. Đấy, phong cách kiểu dáng rất là độc đáo, rất đẹp các bác. Một chiếc kính Lamy của Pháp. Đấy. Size ngang kính là 135 các bác nhá, chiều dài của phần gọng là 140. Đấy, kiểu dáng giống kính cơn, mắt ra băng giọt lệ. Ngày hôm nay thì chiếc kính cổ này em để cho các bác là 2.300.000 đồng nhá. 2.300.000 đồng. Đấy, kính mới đẹp keng luôn, không bong chóc gì đâu các bác. Các bác mua bên em đấy, nhiều thì các bác biết rồi. Shop gần như là mô tả. Đấy. Trực tiếp gần như là mô tả như các bác xem ở đây luôn, trực tiếp đây luôn. Đấy. Em xem được như thế nào. Đấy. Đấy. Hình thức như thế nào là em đấy, mô tả đúng như vậy các bác nhá. 2.300.000 đồng cho chiếc kính Nami bọc vàng của Pháp này. Form giống form ray băng. Tiếp theo, em lên mã 10 chiếc kính mã 17 này. Đây chiếc này mã 18 nhá.
38 là một chiếc kính Randon, anh em nhà kính cơn các bác. Một chiếc Randon. Chiếc này là kính si các bác nhá, kính si mạng. Đấy, một chiếc Randon, anh em nhà kính cơn. Đấy, cũng là một chiếc kính đến từ Mỹ. Đấy. Bình thường nếu mà những chiếc kính si thì họ sẽ chuyện khác ở đây, ví dụ Randon thì là RE USA. Đấy, còn AO American thì chuyện là AO USA. Đấy. Chuẩn chỉ các bác nhá. Đấy, chiếc kính mạ vàng, kính si. Đấy, hàng cổ các bạn ạ. Dòng này thì là những dòng sản xuất tầm trung các bác nhá, chiếc kính tầm trung khoảng những năm 90 các bác ạ, 80 90. Đấy, đẹp rất mới các bác, đẹp cực kỳ luôn. Đo size 135 thôi. Đấy, size ngang kính cơn các bác. Đấy, cái form kiểu dáng này thì giống hệt nhau, không khác gì mẫu cả. Đấy. Một chiếc kính Randon mạ vàng. Đấy, mới đẹp nguyên keng, zin nguyên bản các bác nhá. Đấy, các bác nhìn những cái nước vàng rất mới này. Đấy, các bác đeo có lâu mới mòn được. Đấy, những chiếc kính này cũng rất là bền các bác. Đấy, bền bỉ chất liệu. Đấy, nước mạ rất đẹp. Đấy, đeo còn lâu mới mòn. Đấy, kính mới keng. Đấy, chiếc kính đời trung. Đấy, hàng chuẩn xịn đến từ Mỹ. Ngày hôm nay để cho các bác là 2.500.000 đồng nhá. 2.500.000 đồng ạ, cho chiếc kính Randon này. Đấy, anh em nhà kính cơn không khác một ly nào. Đấy, mã cuối cùng trong phiên ngày hôm nay, mã 18 nhá. Đấy, 18 khép lại cái video ngày hôm nay với 18 mẫu sản phẩm đồng hồ, kính mắt, trang sức, vòng tay, dây chuyền, nhẫn rồi. Đấy, rất là nhiều những cái món đồ độc dị lạ đẹp. Hy vọng là các bác xem clip của Shop ngày hôm nay, các bác cũng cảm thấy yêu thích. Đấy, các bác cảm thấy mê những mẫu sản phẩm bên em. Các bác hãy cho Shop những feedback, những cái lời động viên ủng hộ, những cái nút chia sẻ, những cái nút thả tim và những cái follow kênh để giúp cho kênh của Shop ngày càng phát triển. Đấy, phát triển và mang đến cho các bác thật nhiều những sản phẩm chất lượng, những cái sản phẩm ưng ý và đẹp. Đấy, thì bên em là xin phép là dừng buổi video clip ở tại đây. Xin chúc các bác thật nhiều sức khỏe, luôn luôn gặp may mắn, thành công trong công việc cũng như là trong cuộc sống. Và hãy luôn đồng hành, theo dõi, ủng hộ Shop qua từng video mới. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.